Xin chào mọi người, và nhất là các anh, các chị, các cô, các chú, cũng như là các em tuổi Tuất. Đây là video clip mà mình sẽ chia sẻ với mọi người về tử vi vận hạn của tháng 8 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Trung Thu. Mà tháng 8 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 năm nay chính là tháng Quý Dậu, một cái tháng kim đối với người tuổi Tuất. Người tuổi Tuất thì trải qua cái tháng 7 ở trong cái năm Kỷ Hợi 2019 này thì có khá nhiều phiền toái, không có những suôn sẻ cho lắm. Tuy nhiên là bước sang tháng 8 thì người tuổi Tuất thì vẫn phải chịu tiếp tục một cái sự khó khăn buồn phiền, những cái chuyện trong gia đạo xảy đến với mình. Vì sao? Vì đối với cái trụ địa chi của mà tuổi Tuất á, đối với cái tháng Quý Dậu á, là Tuất và gặp Dậu á, là thuộc nhóm tương hại, mà được hiểu là sự cản trở nhau trong cuộc sống gia đạo thì chắc chắn sẽ có nhiều chuyện không vui vẻ cho lắm. Đó là tất cả những người tuổi Tuất thì đều phải bị như vậy. Tuy nhiên á, là còn tùy vào cái thiên can và cái trụ mạng nó có kéo lại được hay không để cho người tuổi Tuất ở trong tháng 8 bớt đi cái phần gọi là buồn phiền về gia đạo. Thì đầu tiên hết á, là mình sẽ em sẽ nói đến những người anh, những người chị tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 với mệnh Bình Địa Mộc. Thì cái người mà Mậu Tuất á, là người mạng mộc, gặp cái tháng 8 là tháng Quý Dậu, là tháng kim, cho nên là kim khắc mộc, bổn mạng bị tháng khắc. Như vậy thì bổn mạng và sức khỏe có nhiều điều không tốt đẹp. Và khi mà bị tháng khắc bổn mạng thì các phúc tinh và tài tinh, vì thế nó sẽ không phát huy cái tác dụng và để cho phá và bại tinh hoàn thành. Nó cũng giống như cái tháng 7 là một cái tháng kim, đó là tháng nhâm thân này, tháng 7 tháng nhâm thân, cũng giống như vậy đó. Đối với những người tuổi Tuất thì cái người Mậu Tuất thì cái chữ kim nó khắc mộc, nó tạo ra cái nhiều cái vấn đề không có tốt đẹp cho cái sức khỏe cho lắm, và đem nhiều cái buồn phiền suy nghĩ, hao tâm tổn lực. Tuy nhiên là đối với người mà Mậu Tuất sinh năm 1958, nhất là các chị gái thì cái chữ Mậu nó hợp quý thiên can. Đây thiên can như vậy là thuộc ngũ hợp, chủ về chữ lệ, cho nên có thể nói rằng là tháng 8 sẽ tốt đẹp hơn đối với cái người Mậu Tuất ở trong cái tháng 7. Vì cái nên nhớ là tháng 7 âm lịch là chữ Mậu nó khác chữ Nhâm, nó tạo ra nhiều cái phiền toái. Rồi phần địa chi thì như đã nói hồi nãy rồi ha, nó thuộc nhóm tương hại thì gia đạo cẩn thận sẽ có những chuyện không vui. Tiếp đến với những người tuổi Tuất ở trong tháng 8 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 chính là những người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 với mệnh là xuyến thoa kim, tức là vàng trang sức đó. Như vậy thì xét về trụ mạng thì mạng kim gặp tháng kim là đầu hàng, bổn mạng sức khỏe không có vấn đề, không cần phải suy nghĩ là nó bệnh nặng hay là nó bệnh nhẹ. Khi mà bổn mạng đồng hàng thì sẽ có rất là nhiều lợi ích cho cái việc bổn mạng của mình, cộng với cái phúc tinh và tài tinh nó cũng sẽ phát huy tác dụng của nó một cách tốt nhất để phần nào khống chế phá và bại tinh của mình, đặc biệt là hao tinh. Thiên can á, thì chữ canh với chữ quý á, thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Cho nên có thể nói tháng 8 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tháng Trung Thu, đối với những người Canh Tuất thì xét về mặt công việc, tài lộc thì không có vấn đề gì nhiều. Thậm chí là xét về mặt nạp âm ngũ hành á, canh thì thuộc kim, quý thì thuộc thủy, cho nên là thuộc cái dòng tương sinh kim, sinh xuất là kim sinh thủy. Nếu như mà trong tháng này còn hao tài thì đó là những cái đồng tiền mình bỏ ra để mình có cái chủ ý đầu tư, chứ không phải hao tài một cách mà mình không hiểu lý do tại sao mình hao. Cho nên là đối với người Canh Tuất về công việc, về tài lộc không phải vẫn là vấn đề là chính, chủ yếu vẫn là cái việc cái trụ địa chi với Tuất Dậu là thuộc nhóm tương hại. Mà như đã giải thích ở trên đó, thì thuộc nhóm tương hại thì gia đạo rất là dễ xảy ra chuyện không vui xào xáo, đặc biệt là phương diện tình cảm. Cho nên là người Canh Tuất sinh năm 1970 thì phải suy nghĩ nhiều một chút về cái vấn đề của mình
ở trong cái tháng 7 về gia đạo và tình cảm. Rồi tiếp đến đó là các em trai em gái tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Đây là một cái tuổi mà năm Mậu Tuất 2018 trải qua một cái năm cực kỳ kinh khủng, đúng không? Đây thì từ coi như là từ tháng 1 tới tháng 7 thì cũng chỉ là ngấp nghé làm là chủ yếu để lo lại cái hậu quả của cái năm Mậu Tuất thôi, chứ còn chưa phải là sung mãn. Thì xem coi như tháng 8, tháng Quý Dậu này nó có tác dụng gì, nó ảnh hưởng ra sao đối với người Nhâm Tuất. Thì xét về mạng á, thì người mệnh thủy gặp tháng kim, tức là bổn mạng được tương sinh, tốt cho sức khỏe. Mà khi mà bổn mạng được tương sinh thì phúc tinh, tài tinh vì thế nó cũng được hưởng lợi và tạo ra cho cái sự sinh khí để mình đẩy lùi cái phá và bại tinh. Thiên can nhâm quý thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Nhâm và quý đều thuộc hành thủy, cho nên có thể nói là công việc tài lộc đối với cái người Nhâm Tuất ở trong tháng 8 là bắt đầu thấy hững hờ ha. Không phải là nó quá tốt đẹp, tuy nhiên nó bắt đầu có sự phát triển đỡ hơn là những cái tháng đầu năm tới bây giờ. Rồi địa chi thì như cũng giống như những người tuổi Tuất khác, thì đó là Tuất và Dậu thuộc nhóm tương hại. Mà thuộc nhóm tương hại thì gia đạo tình cảm tiếp tục là vấn đề. Có thể nói là nếu như các em trai Nhâm Tuất ha, thì tốt mạng người ta nói trai nhâm gái quý, nhưng mà gái mà nắm chữ Nhâm Tuất thì thường là nóng nảy, hơi bộc trực quá, thì tháng này rất là dễ xung chuyện gia đạo, cho nên là nhường nhịn chồng một tí xíu đi. Nếu như sợ xảy ra xích mích thì mình nên nhu một tí, thì để cho gia đạo nó ổn đọa, tình cảm nó được dạt dào, chứ nếu không là xảy ra những cái việc nó không tốt đẹp. Mình biết trước là cái tháng nó xui khiến về phần gia đạo thì nhiều khi nó gặp những cái chuyện không đáng, nhưng mà hai vợ chồng vẫn gây, cho nên là mình rơi vào cái tháng mà như vậy thì mình biết để mình nhu lại, mình lùi lại một tí xíu để mà mình thôi kệ, cái tháng này nó khiến công việc nó như vậy, khiến mọi chuyện nó ra như vậy, thì mình phải biết và khống chế nó. Rồi tiếp tục là người Giáp Tuất, các em trai em gái từ Giáp Tuất mệnh là Sơn Đào Hỏa. Đây là một trong những cái tuổi Tuất mà có thể nói là dữ dằn nhất trong các tuổi Tuất. Người Mậu Tuất thì thăng trầm, Canh Tuất thì không được lòng gia đình, Nhâm Tuất thì nam mạng thì tốt nhưng mà nữ mạng không ngon. Mà Giáp Tuất nam hay nữ mạng gì cũng thể hiện cái tính mà gọi là cầm quân của mình với chữ Giáp đứng đầu. Thì em xem coi đối với tháng 8 người Giáp Tuất nó sẽ ra sao. Người Giáp Tuất thì mệnh hỏa, như vậy xét về trụ mạng là hỏa sát khắc kim, bổn mạng khắc tháng, sức khỏe không tốt. Tuy nhiên là mình khắc tháng cho nên là đỡ hơn là tháng nó khắc mình, có đi nữa thì cũng là bệnh nhẹ nhàng, vài viên thuốc là xong, không phải quá sợ là bổn mạng mình bị nguy nan, nó chỉ suy yếu một chút xíu thôi. Thiên can Giáp Quý thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Giáp Ất thì thuộc mộc, Nhâm Quý thì thuộc thủy, cho nên nạp âm ngũ hành của thiên can là tương sinh, thủy sinh mộc, cho nên có thể nói là người Giáp Tuất đối với tháng 8 rất dễ sinh tài lộc, nhưng không quá lớn, đừng mong cầu nó to tát gì, chỉ là có tiền ha, không phải chật vật lo nghĩ về tiền thôi. Đó là một cái tín hiệu rất là tốt đẹp cho các em Giáp Tuất. Tuy nhiên với cái chuyện mà Tuất Dậu thuộc nhóm tương hại thì các em, nhất là các em nữ, bớt lại cái phần mà chỉ huy nắm quyền của mình ở trong gia đình để mà mọi chuyện nó suôn sẻ, không có quá gây gổ với chồng con ha, người Giáp Tuất ha. Rồi người cuối cùng trong người tuổi Tuất đó là người Bính Tuất. Các cháu thì nhỏ là sinh năm 2006 và các bác lớn là sinh năm 1946, mệnh Ốc Thượng Thổ. Đây là những cái tuổi mà nó không có còn liên quan đến cái việc mà công việc nữa, chủ yếu là xét về bổn mạng và gia đạo. Thì với cái trụ mạng là thổ sinh kim, là bản mệnh sinh xuất tháng, cho nên là sức khỏe bổn mạng không được tốt, cho nên cẩn thận. Người Bính Tuất mà các bác lớn á, sinh năm 1946 đó, nếu mà là nam mạng thì đây là cái tháng phải cần để ý nhiều về sức khỏe.
các anh các chị, các bạn nào mà có cha mẹ là tuổi Bính Tuất, nam mạng thì có cha là tuổi Bính Tuất thì cần phải cẩn thận một tí xíu, chăm sóc cha mình tốt hơn, đừng để cái sức khỏe nó ở tuổi này mà nó lâm nó xuống cái nó xuống luôn, nó không giữ lại được ha. Cho nên là đó, thiên can thì quý bính không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Đây là hai cái tuổi mà một là còn đi học, hai là đang hưởng ăn hưởng tuổi già, cho nên là không có xét nhiều về về cái trụ thiên can. Tuy nhiên là cái phần mà tức dậu thuộc nhóm tương hại đó thì cũng cái phần về địa chi, về phần về gia đạo thì chủ yếu là sợ rằng các bác lớn tuổi sẽ không được tốt đẹp lắm ở trong cái việc mà con cái không được hài lòng được cho lắm, có thể là gây buồn phiền, không vui. Còn các em nhỏ thì nhỏ quá không hiểu gì đâu, ở phần tử vi, cho nên là tương đối ok. Như vậy là mình đã tổng hợp xong cái tử vi vận hạn của tháng 8 âm lịch, tháng Trung Thu, cũng là tháng Quý Dậu của năm Kỷ Hợi 2019, với khá nhiều điều tích cực về công việc. Tuy nhiên về phần gia đạo thì tất cả những người tuổi Tuất nên cẩn thận, đặc biệt là với các em Nhâm Tuất và Giáp Tuất, nữ mạng, bớt bớt lại cái sự nóng nảy của mình để đừng có tránh hư bột hư đường, xảy đến cái chuyện mà phải xách đồ về nhà ngoại, chồng thì nó chạy đâu mất tiêu, nó bỏ nhà nó đi, rồi đó là buồn phiền. Sao mà nói nhiều khi vào cái tháng nó khiến thì nó là như vậy, chứ không phải là cái chuyện nó quá lớn lao. Mình biết cái tháng xấu, xấu cái việc đó mình nhu lại. Ok, cuộc đời mà người ngoài mình nhịn được, mình biết buông biết bỏ, thì tại sao ở trong mối gia đình mình không biết buông biết bỏ để mà cùng nhau vượt qua những cái khó khăn sóng gió, đặc biệt là các em Nhâm Tuất, với cái sự đồng lòng của chồng con thì mới giúp mình phần nào cứu vãn lại được cái sự khó khăn mà của năm Mậu Tuất gây ra ha. Nếu như mọi người tuổi Tuất xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Tuất khác được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi cũng như là kênh Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tuổi của mình hoặc người thân. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.